thì lượt ông bé con con này. Giữ lại cái cà chua. Thank you.
Ja. Lại cái cây cà chua đây để coi như là mình trồng cái cây nó có ích bà xã đấy. Ô xin chào, chào bạn nhỏ đấy, để lại cái cây cà chua cho nó gọi là mượn cớ để mình có nuôi cây cà chua cho vợ nó sướng. Vâng, muốn cắt cái cây này đi lắm. Chậu này nguyên cái chậu thả nước cho nên là nó nhiều cỏ. Mà bây giờ nhổ lên thì bung hết đất nên cứ giữ lại cái đã. Hôm mà có quay cái rễ của nó phun ra tràn cả chậu, nhưng mà đây. Tự mặc hôm chắc là vứt cái hạt ở đây để vậy chứ không cắt đi ăn lứa quả gì vứt đi. Cái cây cà chua hơi vướng nhưng mà nó sắp có quả thì cứ để vậy cho vợ nó mừng, tiền đâu mình trồng cái cây có ích.
Được cái này này, cái cây này thì không quan tâm. Đó. Tác phẩm là cây cà chua bonsai nhưng được đội lốt dưới cái cây xanh. Mua rẻ bèo ở chợ Vạn Phúc. Cái bệ nó đẹp vô cùng các bác xem lại cái video mà chỗ lúc trồng cây này giúp ta. Đấy, bệ thì lệt như này này. Bệ xính hôm cắt thì nó đúng cái đợt một thời tiết nó tốt, phun bệ kín cả chậu luôn. Bây giờ nó lại ngắm xuống rồi. Đây rồi. Đấy các bác nhé. Cao chắc thì tầm 5 cm rồi. Đấy, cây làng. Cái làng có cái rễ bông rất hay, làng mini, làng siêu mini, không phải mini. Vâng nhá, đấy, cái này xong rồi vít xuống tí nữa, cho nó cân bên kia. Đấy, vít xuống tí nữa, trước có vít rồi nhưng mà chưa tới đây, cái dây vít cần bỏ đây, cái dây vít là găm vào rễ của nó luôn này. Đấy. Đấy, hôm vừa rồi nó bị sâu, nó non quá nó sâu hết một loạt, bây giờ tỉa đi cho nó vực lại nó khỏe. Rồi các bác nha, trẻ con đang quấy quá. Rất cảm ơn các bác đã ủng hộ nha. Làm nốt đây. Làm biển nữa để đi tắm thôi, nóng lắm rồi. Chào các bác, Hà Nội một ngày hơn 40 độ C. Ờ thế mà hoa sữa này nở ngập trời thế mới lạ các bạn. Em lần đầu tiên em để ý hoa sữa Hà Nội đang nở. Đúng độ nắng nóng nhất của thủ đô. Không còn là bài hát là nhớ mùa thu Hà Nội nữa rồi, mà là mùa hè cũng có hoa sữa các bác nhé. Rồi, tạm biệt các bác.